tâm cung thịnh, chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính bạch chư tôn thượng tòa đại đức tăng. Nhân mùa an cư kiết hạ, chư tôn đức thành tu trong ba tháng cũng cao dầu đến tuyệt huệ. Hôm nay tại đạo tràng chùa Thượng Quan có sơ chi đi đức nữ đức an tiếp lễ cây tăng hồi hướng kỳ siêu báo hiếu cho thân hồi là tỳ kheo bồ tát giới tích thiện nhàn trần công giác linh cụ thế 67 tuổi tiên gặp ngày 12 tháng 5 năm Tân Hợi và cùng bạch chi tôn thiện đức tăng. Hôm nay cũng có các tín chủ tiếp lễ cây phạm cúng dường chi tôn đức đại đức Thích Minh Trọng, những vị quốc pháp danh hiệu học vị chân chính những nhà quan binh binh quy tham mỹ lệ pháp danh lễ thiện thiền đức đại diện cho gia đình thai phụ tiếp lễ cúng dường cây tăng hôm nay là sa di ni đức nữ đức an. Danh lời tác phật cúng dường nam mô a di đà phật. Giữa một trung tâm tiền đức tăng chứng minh giờ ngày người trước đây người trang nghiêm tâm cầu tâm trí hòa hợp thanh tịnh mỗi người nghe giải thoát của đạo tràng an cư kiết hạ chùa Thượng Quan làm chúng con lại cào danh hiệu cảm xúc vô biên. Chúng con xúc động người thấy rằng tuy đúng thế tôn nhập nghiệp đến nay đã hơn 2.000 năm mà nguồn đạo pháp vẫn gió hòa mưa thuận xen nở vẫn nở chân thánh xem mặt mình không căn vẫn còn tỏ ánh suốt duyên căn thoáng gương thơm tất cả những một lòng đồng tu học y theo lời Phật dạy. Kính bạch chư tôn đức, chúng con kính nghe và tin nhận đạo Phật là đạo từ bi trí tuệ, trong đó có các giá trị đạo đức căn bản. Đức Phật dạy các đệ tử hãy học hạnh tiến hơn và thành hơn. Đạo lý ấy đã được dân tộc Việt Nam thực hành tôn trọng và đã trở thành nếp sống văn hóa của dân tộc. Những giá trị đó đã đi vào ca dao tục ngữ, cô động nhắc nhở con cháu hãy biết như ăn quả nhớ kẻ trầm cây, uống nước phải nhớ người đào giếng. Lại nữa Đức Thích Ca dạy các đệ tử trong kinh đạo hiếu, ơn nhỏ không thể quên, ơn lớn càng trân trọng, người biết ơn đền ơn Như Lai thường tán thán. Kính bạch chư tôn thiền đức, chúng con hàng xuất gia cũng là con của thầy Thích Thiện Nhàn, cảm nghĩ ơn đức của người xưa đã một đời hy sinh cho con cháu. Chúng con hôm nay được kế thừa lời dạy của thầy, người nên danh nên phận phải biết lấy đạo hiếu làm đầu. Đạo Nho thường dạy hiếu đến đất làm cho đất xanh sôi nảy lộc, hiếu đến với trời trời cảm mưa thuận gió hòa, hiếu đến với người đồng người mở rộng hiền từ, hiếu đến với xã hội thuận lương trung tâm thiên minh. Kính bạch chư
đúng, đạo hiểu đơn giản dễ nói nhưng thật thành rõ rẽ thì khó có thể một ngày hai ngày mà làm được. Muốn làm được trước hết phải có tấm lòng thành chân thật. Hôm nay trong ngày quý vị của thầy chúng con, để tỏ lòng biết ơn người đã về công dạy dỗ chúng con hàng môn nhân thiếu bồ đồng tâm, thiết lễ kỳ xưa cũng vì cố tìm theo thức thiện nhà tận thân tận công giác linh trụ thế lục thập thất tuế biên tập ân hỏi niên ngũ mạc sơ thập nhị nhật được ai đăng phật quốc chị em cho quốc thối thái bình nhân dân. Sư phụ của chúng tôi pháp danh là cố thì cho pháp danh tiền già pháp danh là cô hôm nay là con và các cháu về trước lễ Phật lễ quý sư tăng sau làm lễ nhớ ơn công đức sanh thành của thầy và con thất lý hương con cho trước tiên là con lễ Phật lễ sư tăng lễ tẩu lễ thầy và cho các cháu cũng như vậy hành lễ như vậy. Con nguyện sau mà con có được sức khỏe từ ngày con xuất gia tới giờ sức khỏe con nó dồi dào lắm. Con nguyện nếu mà con chưa chết thì con chắc cũng không thể về mỗi năm được, là vì ở chùa nơi con tu đó bề bộn việc dữ lắm, suốt ngày bận rộn không có thì giờ mình thử ra có thể là cái sức khỏe con để phụng sự cho tam bảo. Chứ còn cá nhân thì con không có, chắc con không có được, thì con muốn các cháu và con của ba rồi còn lại là anh Chính như là anh Út, thì con nguyện cầu sao mà hai vị đó nó sức khỏe dồi dào mỗi một lần mỗi năm mà tới ngày kỷ niệm của thầy đó thì cho hai vị đó được về chùa Từ Quang để lễ Phật lễ chư tăng lễ tổ và lễ thầy. Con chỉ mong muốn có vậy thôi, còn thầy con bây giờ là không còn của gia đình nữa, con đã có tỳ kheo rồi. À, không, con thọ sa di chứ con chưa có thọ tỳ kheo. Có lẽ là con không có được thọ tỳ kheo vì hiện nay con trên 70 tuổi rồi, thì con chỉ mong muốn là con được xuất gia thôi, con lễ Phật lại Phật và nói với Phật những gì thầy.